Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn tham khảo một chai nước hoa. Phải nói là rất là nổi tiếng. Nó thuộc bộ sưu tập cao cấp của nhà Dior thuộc dòng Maison Christian Dior đó. Đó là chai Oud Isfahan. Thì Isfahan là một cái giống hoa hồng, nó có nguồn gốc từ ở bên Trung Đông. Cho nên cái chai này á, cái mùi hương của nó cũng đậm chất Trung Đông. Thì ở bên ngoài thị trường nước hoa hiện nay thì các bạn có thể thấy rõ là nó có rất là nhiều chai nước hoa nó được điều chế, nó dựa trên cái nền tảng combo là hoa hồng và mùi gỗ oud đó. Thì có một số chai nó có nét giống nhau, nhưng riêng cái chai Oud Isfahan này á, nó là một trong số nhiều chai nước hoa với cái tông mùi rất là khác biệt đó. Thì một số bạn á, khi mà họ xài cái chai danh nhà Indonesian Oud á, thì họ nói là cái mùi này nó hơi khó xài. Thì nếu mà các bạn nói cái chai danh nhà Oud nó khó xài thì cái chai Oud Isfahan của Dior nó còn khó xài hơn nữa. Đó, tại vì ít ra cái mùi danh nhà Indonesian Oud á, nó còn có mùi cam bergamot, cho nên các bạn xịt nó sẽ rất là tươi. Đó, tuy cái tông nó tối nhưng mà nó có cái mùi cam chanh, cho nên nó dịu đi cái mùi khói, mùi khét của mùi gỗ oud. Nhưng mà còn cái chai Oud Isfahan này á, nó không có cam chanh, nó chỉ có mùi gỗ oud, hoa hồng với lại nhũ hương mộc dược gì đó và mùi nhang gì đó, gỗ đó. Nó chỉ có vậy thôi, cho nên cái mùi nó tối hơn, nó khét hơn cái chai danh hiệu oud. Ngoài cái mùi gỗ oud khét ra thì cái tông chủ đạo thứ hai trong cái chai này như mình đã nói là cái mùi hoa hồng, và bên cạnh đó nó còn có một cái mùi hương gì đó rất là giống với cái mùi động vật. Thì cho nên khi mình ngửi nó, mình cảm thấy nó hơi thú tính, nó tương tự giống như là hương liệu dùng trong cái chai Figment của nhà Emoise. Nếu mà các bạn có ngửi qua cái chai đó thì các bạn sẽ biết mình đang nói cái gì. Mình xin tóm tắt lại cái mùi hương này cho các bạn dễ hình dung ra, đó là nó có mùi khét của mùi gỗ trầm, nó có mùi hoa hồng và nó có mùi hương động vật rất là hoang dã. Đó, thì cũng chính vì cái mùi hương động vật đó cho nên mình cảm thấy cái chai này nó hơi khó xài là như vậy. Lưu hương thì nó tốt trên 8 tiếng, nhưng nó tỏa hương chỉ tầm khoảng một cánh tay đổ lại thôi. Mùi hương của nó mình cảm thấy nó hơi mỏng, nó không có được đậm đặc, nó sệt giống như là nước hoa của Tom Ford hay là của Emoise đó. Nếu mà các bạn có xài qua nước hoa của Dior hay Louis Vuitton thì các bạn sẽ thấy được cái nước của nó hơi lỏng, các bạn thấy không? Nó giống như là nước. Cái mình nghĩ tinh dầu của nó ít hơn là mấy cái chai của mấy nhà Emoise hay Tom Ford đó. Sau đây á là mình là phần chấm điểm của mình đối với cái chai nước hoa này. Thì về cái phần chấm điểm á, thì mình có một sự thay đổi nhỏ trong cái cách chấm điểm của mình đó. Nó khác đi với những cái cách mình chấm điểm trước đây. Thì chấm điểm á, thì mình vẫn dùng thang điểm 5, nhưng mà các bạn thấy đó là mình chấm nó theo năm cái mức độ khác nhau đó. Thì mình xếp theo giống như là cái mà mình quan tâm nhất đối với một chai nước hoa, rồi cho tới cuối cùng đó là cái mình giống như mình không có quan tâm cho lắm đó. Thì cái khi mà mình mua nước hoa, khi mình ngửi nước hoa thì cái mình quan tâm nhất đó là cái mùi hương đó mình có thích hay là không đó. Cho nên về phần yêu và ghét á, yêu hoặc là ghét, thì cái này mình chấm nó là 3/5. Thì yêu á tức là 5 điểm, thích là 4 điểm, giống như là bình thường, coi như là không thích, không ghét, không yêu gì hết là 3 điểm. 2 điểm á là giống như là mình không thích nó, có một cái gì đó mình không thích nó. Còn 1 điểm có nghĩa là mình cực kỳ ghét nó. Đó, cho nên thì cái chai này mình cho nó 3/5 điểm, có nghĩa là mình không thích nó, mình cũng không ghét nó. Nói chung là ngửi giống như là bình thường hay không có cảm xúc gì đó. Đó. Ở cái thang điểm thứ hai đó là về cái điểm đặc biệt. Đó, thì cái chai này có nét rất là đặc biệt các bạn, nó không có giống như nhiều chai mà mình đã từng ngửi trước đây. Đó, nhưng mà nó có một chút xíu gì đó cũng không có gì gọi là đặc sắc cho lắm, cho nên mình chấm nó là 4/5. Còn cái giá tiền của nó thì cũng khá là rẻ. Đối với mình, nước hoa nó mùi nó phong cách lạ, cái chai nó sang,
với lại Dior. Thì 125ml giá 220 đô cũng không đến nỗi nào mắc cho lắm. Đó cho nên mình chấm nó 595. Lưu hương á thì 595, coi như là nó bám rất là tốt. Tỏa hương á thì mình chấm nó 395 thôi, thì như mình đã nói là nó tỏa hương khoảng chừng một cánh tay thôi, không có sai cho lắm. Đó, thì tổng số điểm của chai này mình chấm nó là 4,0 trên 5 điểm. Kết luận của mình về cái chai này á thì đây là một chai nước hoa tông chủ đạo mà gỗ oud, hoa hồng, nó thuộc dạng gọi là thử thách. À, không phải ai cũng thích. Đó. Cá nhân của mình á, khi giống như mình không có bị thuyết phục bởi cái mùi hương này. Đó. Tuy nó rất là có cá tính riêng, nhưng mà bởi vì nó quá cá tính này cho nên cái mùi như mình đã nói là cái mùi hương động vật á, nó làm cho mình không thích về cái chai này. Đó. À, nói chung là ngửi cho biết vậy thôi, chứ đây không phải là một chai nước hoa, nó phù hợp với lại cái gu của mình. Đó. Thì đó là những gì mình cảm nhận về cái chai Oud Isfahan này của nhà Dior. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hy vọng sau khi các bạn xem xong video này thì các bạn cũng biết được một số điều về cái chai Oud Isfahan này trước khi mà các bạn quyết định có nên mua nó hay không. Đó. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo tại channel review nước hoa của mình. Xin chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.